Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cái camera iMount loại như này, hoặc là một cam Vcam của Viettel này. Một cái cam Hikvision hoặc là một cái cam Zose để chúng ta có thể sử dụng nó làm một cái webcam cho máy tính. Cái việc đầu tiên để chúng ta làm được ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cài cho cái con iMount này lên một cái phần mềm của iMount, hoặc là bất kỳ một cái cam nào thì chúng ta cũng phải cài cấu hình cho nó. Sau khi mà chúng ta đã cài xong rồi ấy, thì ở trên ứng dụng điện thoại nha mọi người nhé, trên ứng dụng điện thoại ấy, đây, khi chúng ta đã cài xong rồi thì mọi người sẽ xem được ở trên điện thoại, và chúng ta sẽ sử dụng cái con iMount này để làm cái webcam cho máy tính. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng đến cái phần mềm đây ạ, XSPLIT, đấy, broadcast, chúng ta sẽ mở ra nhé. Sau khi tải về cái máy tính thì chúng ta sẽ mở ra. Ở đây em đã cài sẵn rồi. Đóng cái này được. Và chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lệnh như này, rtfp://admin/l2d0e99f. Đây chính là cái mã hóa mà là cái mật khẩu mặc định của cái camera đấy, của cái đằng sau của cái con camera này. Cái này thì chúng ta có thể đổi được ở trong cái mục cái phần mềm nhé. Chúng ta có thể đổi được ở trong phần mềm iMount này. Xong bấm A cộng 192.168.1.2001 280. Cái địa chỉ IP của camera. Và cái này mọi người nên để cài đặt mặc định nhé. Đây là chúng ta sẽ set IP tĩnh cho nó. Để mà set IP tĩnh thì mọi người sẽ thực hiện, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ ping để quét cái camera xem nó địa chỉ nó là bao nhiêu. Quét tìm thiết bị ở đây. Đây, cái camera Dahua. Đấy. Sau đây chúng ta muốn đổi IP tĩnh thì chúng ta sẽ vào cái địa chỉ của nó, truy cập lại cái địa chỉ của nó thôi, để chúng ta đặt cái IP tĩnh cho nó. Ở đây chúng ta có thể đặt ở trên điện thoại luôn. 192.168.1.201, xong bấm đi. Đây, iMount đây. Chúng ta sẽ nhập cái mã code cái IP vào nhé. Đây, cái dòng L2 đây, chính là mật khẩu của nó đây. L2D0E99F. Xong bấm login. Sau đấy mọi người kích vào cái nút setting ở bên trên. Xong kéo sang ngang, chọn chỗ phần network.
phần TCP gạch IP. Đây chúng ta sẽ đổi lại cho nó cái địa chỉ. Ở đây là em đã cài IP tĩnh rồi cho nên là không cần. Mọi xong mọi người bấm lưu lại nhé. Đến tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái dòng gạch này, dòng cam này, chấm hỏi chấm channel bằng 1 này, sub không đọc được tiếng Anh. Đấy, mọi tí em sẽ copy cái dòng lệnh này ở bên dưới cho mọi người. Sau đấy mọi người sẽ copy cái dòng lệnh này vào. Copy. Xong mọi người sẽ gán vào cái mục này. Mọi người sẽ bấm vào add sau này. Xong cái mục stream này. Chúng ta sẽ chọn IP camera. Xong đấy chúng ta sẽ bấm Ctrl V vào cái mục URL này. Ctrl V. Xong mọi người bấm OK. Khi mà mọi người bấm OK xong ấy thì nó hiện đây, nó hiện ra đây này, đây này. Đấy. Là nó sẽ biến thành cái webcam luôn rồi. Xong mọi người sẽ phải sử dụng đến cái phần mềm tiếp theo là OBS Studio. Mọi người kích vào đây. Đây. Ở đây em sẽ bấm xóa đi nhé. Đây. Khi mà mọi người mở ra thì nó sẽ có cái trình duyệt như này. Nó có cái... Sao mọi người bấm vào... dấu cộng ở bên góc đây này. Sao mọi người bấm vào cái... mục video. Capture... đây, kích vào. Xong mọi người bấm phím OK. Chỗ device này, mọi người kích vào cái mục là phần mềm XFIT Broadcast này. Đấy, mọi người kích vào, mọi người chỉ cần kích vào này thôi là nó sẽ hiện ra nó luôn đây. Xong mọi người bấm phím OK. Đấy. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công một cái camera IP để sử dụng cho cái webcam. Như vậy chúng ta đã hoàn thành. Xin chào tất cả mọi người.